Khi nói đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong lòng những người yêu nhạc của miền Nam trước và sau năm 1975 đều nhớ ra ngay những ca khúc bất hủ của anh. Diễm Xưa, Tình Nhớ, Hạ Trắng, Như Cánh Vạc Bay, Người Về Bỗng Nhớ. Đó chỉ là những con số nhỏ nhoi của những ca khúc bất hủ của anh. Ngày hôm nay trong chương trình Nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường, chúng ta hãy cùng nhau vẽ một bức tranh có một chút chân dung của người nhạc sĩ tài hoa đó, cùng với vài dòng nhạc ở trên cái mặt canvas, cái mặt của bức tranh. Chúng ta hãy nhìn lên, đã thấy cái sự phác họa sơ sơ của khuôn mặt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng ta không có cái hoài bão là vẽ cho thật giống, chúng ta chỉ vẽ ấn tượng mà thôi. Chúng ta bắt đầu ngay bằng cách là vẽ cái nước da của cái khuôn mặt. Dĩ nhiên chúng ta vẽ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cái khuôn mặt đó, ở bên trái của bức tranh. Và lát nữa chúng ta sẽ vẽ một vài cái dòng nhạc ở bên tay phải, để cho cái bức tranh nó mang cái hình thức ấn tượng một tí. Hôm nay chúng ta vẽ đổi kiểu, hơi lạ một tí cho nó vui. Nguyễn Đức Cường đang tô cái nước da của khuôn mặt. Thì dĩ nhiên chúng ta cứ dùng đi dùng lại những cái tông màu, màu vàng, màu cam đậm, cam nhạt. Đó là cái màu của cái nước da. Rồi lát nữa chúng ta cho cái highlight của nó lên, cũng nằm trong cái family của cái màu này luôn. Chúng ta có thể đổi đi một tí, khi chúng ta cho nó màu vàng, khi chúng ta cho nó màu hồng, khi chúng ta lại cho nó một tí màu xanh, chứ không có nhất thiết là chúng ta phải lúc nào cũng phải cho cái màu vàng đó. Nhưng mà cho màu xanh thì cho ít thôi, bởi vì cái khuôn mặt thì không thể nào màu xanh nhiều được. Cái màu xanh này nó chỉ tạo nên một cái highlight cho nó interesting mà thôi. Đó, bây giờ chúng ta lại cho qua cái màu xanh một tí nữa ở phía trên, rồi lập tức lại quay về màu màu vàng nâu như thế này. Ở phía trước của cái trán là chúng ta cho màu nhạt hơn một tí. Cái cằm chúng ta cũng cho màu nhạt hơn một tí. Vì bức tranh này nó mang tính cách ấn tượng, do đó chúng ta không cần phải tuân thủ theo những cái luật của vẽ chân dung nhiều cho lắm. Chúng ta muốn cho màu gì thì cho, ngay cả cho màu trắng cũng được nữa. Đó. Bây giờ chúng ta cho một tí highlight trên cái mũi, trên cái trán và trên cái gò má. Rồi chúng ta lại cho cái nếp nhăn ở hai bên mép như thế này. Bây giờ chúng ta hãy dùng cái bút trộn, bút blending brush, để chúng ta trộn lại coi làm sao. Khi ta vẽ một cái chân dung của những người nghệ sĩ, nhất là những người nghệ sĩ mà thuộc vào loại viết văn, làm thơ hay làm nhạc theo những cái lối trừu tượng, những cái triết lý lạ lùng và khó hiểu, Trịnh Công Sơn nó là một ví dụ điển hình, thì chúng ta có quyền vẽ một cách hơi lạ lạ một tí. Chúng ta không cần phải vẽ theo những cái quy tắc thông thường, nghĩa là conventional. Nhiều khi vẽ như thế này, chúng ta để nguyên như vậy, chúng ta bảo đó là xong rồi cũng được, không có sao cả.
ta không cần phải vẽ cho nó đúng, thật là giống với người thật. Thế nhưng mà trong chương trình hội họa ngày hôm nay, chúng ta hãy vẽ cho nó hơi giống giống người thật một tí. Chúng ta không hoàn toàn là vẽ theo cái kiểu trừu tượng. Rồi, bây giờ chúng ta lại quay về cái màu đậm để mà vẽ nốt những cái chỗ đậm, chẳng hạn như là cái lông mày và con mắt. Con mắt này ở trong cái bóng tối, do đó chúng ta không có cần phải vẽ chi tiết. Lý do chúng ta không cần phải vẽ chi tiết là bởi vì nó nằm ở dưới cái gọng kính, mà dưới gọng kính thì nó rất là bị tối đen lại. Vì vậy chúng ta không có nhìn rõ cái lòng trắng, lòng đen gì cả, chỉ thấy là một cái hốc đen mà thôi. Bây giờ Cường đang vẽ xuống dưới cái mũi, cái lỗ mũi, cái bóng ở phía bên dưới cái mũi. Cái nhân trung. Cái môi trên. Cái bóng của cái môi dưới. Thì chúng ta thấy là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một tí râu ở bên mép. Phía trên thì nó càng ít hơn nữa. Nó chỉ có vẽ cái màu nhạt như vậy thôi. Còn cái chỗ mép này thì chúng ta vẽ đậm, bởi vì cái người mà gầy gò mặt và xương thì hai cái mép thường nó lõm vào, nó rất là đậm. Rồi, bây giờ chúng ta vẽ đến cái phần bóng của bên dưới cái cằm. Cái bóng đen, cái shadow ở bên dưới cái cằm. Rồi sau nữa, chúng ta lại có một số những cái màu xanh ở phía bên hông này. Khi mà cho những cái màu xanh này vô thì chúng ta hầu như là chúng ta nói với người xem là bây giờ cái chỗ này là cái chỗ, cái bức chân dung càng ngày nó càng biến đi. Quý vị đừng có chú ý nhiều gì đến những cái chỗ đó nữa, bởi vì chỗ đó là cái chỗ mà nó đang từ từ biến mất. Đó, chúng ta cho đủ các thứ màu vào để cho người xem biết là tới chỗ đó là bức chân dung của chúng ta nó đang trên cái giai đoạn là biến đi xa, nó không còn cái focus nữa. Rồi thì bây giờ chúng ta lại cho cái blender vô để mà trộn lại những cái chỗ đó. Cái lối vẽ này là một cái lối vẽ mà mơ hồ, có nghĩa là không có giống với thực tế. Nếu mà quý vị gọi nó là impressionism cũng được, gọi là abstract cũng được, hay gọi nó là pha trộn giữa realistic, tức là thực tế, tức là tả thực đó, tả chân đó, với ấn tượng cũng được. Không hẳn là chúng ta phải đi theo một cái trường phái nào chuyên biệt hết. Chúng ta pha trộn cả 4-5 cái trường phái vào cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta mới quay lại cái khuôn mặt. Thì quý vị thấy Cường vẫn còn đang
vẫn còn đang vẽ cái shadow, cái bóng của phía dưới cái cổ. Đây là cái phần mà cái má nó hóp lại. Cho thêm cái độ sâu của cái chỗ cái nếp nhăn của hai bên mép một tí nữa.